Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn tiếp tục và hôm nay thì tiếp tục một series về game PES 2019 phiên bản 3v3.13. Thì hôm nay là một bản mod về Sergio Ramos, đội trưởng của câu lạc bộ Real Madrid. Ok, các em sẽ thấy đây là anh đại diện của lên này. Đại diện là một Sergio Ramos rất đẹp trai luôn, cùng với ảnh Sergio Ramos chụp ảnh với chiếc cúp vô địch Champions League. Ok, các bạn có thể đây là cái giao diện chính của nó. Thì tí nữa thì mình sẽ vào cho các bạn xem tất cả mọi thứ trong lần mod này nhá. Thì bản mod này thì được mod rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có được cái bản mod này trong game Major League Soccer 2019. Bước đầu tiên thì các bạn bấm vào cái phần Google, các bạn bấm vào phần download video á, nó sẽ hiện ra như này. Thì đây có tất cả các bạn có là mod, thì các bạn chọn là cái link PES PES 601 v3.13, các bạn bấm vào, bạn download cho mình file OBB này về, các bạn tích vào tôi không phải người máy. Click here to confirm. Bạn đã chuẩn chạy về 0 giây. Các bạn muốn get link cho mình. Bước này thì các bạn làm như cái bước cũ. Bạn tích vào thôi không phải như máy. Ok, bạn muốn click here to confirm. Đây, các bấm vào. Bước này thì bắt đầu chạy về, tiếp tục mình chạy về 0 giây. Ok, bây giờ các bạn vào get link để lấy link. Get link nha. Đây là một cái file Google Driver, các bạn bấm tải, đánh nút tải, bấm tải, các bạn bấm vào vẫn tải xuống nhé, vẫn tải xuống này. Ok, tiếp theo thì các bạn vào cửa Play, các bạn tải cho mình Adra Receiver, và các bạn bấm tải đây cho mình. Thì ở cái phiên bản này thì mình sẽ được các bạn tải game rồi, các bạn không phải cần không cần phải tải cái APK nữa. Đây thì mình đã tải game trước đây rồi. Đây, các bạn có thể vào kênh của mình tìm cái phần mình hướng dẫn tải game PES ở Android, thì các bạn không phải tải cái APK về nhá. Tiếp theo là các bạn tải cho mình cái app là TuneVPN. TuneVPN, đây các bạn download tải về nha, rồi các bạn fake IP. Đây các bạn có mang bet choi. Đây các bạn bấm vào fake IP hoa hoa kỳ nha. Bây giờ chưa fake mình sẽ làm bước tiếp theo nhá, các bạn vào cái Zazero vừa tải. Tí nữa các bạn làm xong bước này thì các bạn vào fake VPN để chơi. Tiếp theo là bạn tìm phần download cho mình. Đây là cái file đó, tải đây. Các bạn bấm mở nó xem. Các bạn giữ chọn này, bấm vào sao chép nhé, sao chép. Ok, bấm vào sao chép. Bộ nhận thiết bị này, Android, Data. Và tiếp theo các bạn bấm vào phần ăn được bộ những thiết bị này, Android, OBB nhé, đây OBB. Rồi các bạn chọn vào cái link đây, chọn vào cái tên PES đây, gb.konami.pesan, các bạn bấm vào. Rồi các bạn dán này, nút dán này, các bạn bấm dán vào. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.